Love Kids Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay ba mẹ mình mua cho mình một món đồ chơi, đó chính là cano nèo khuyển. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây chính là cái hộp giấy của nó. Nó có hai cái chân vịt đi, hai thế, có một cây em tem, một cây nèo khỉ. Bây giờ chỉ cần gắn cái cây em tem vô thôi. Rồi, cứ như giờ kéo em tem ra, kéo em tem ra được á, em tem kéo ra được á, kéo vào đầu. Sao chưa? Rồi bắt đầu chiếc. Chiếc xe sao mở còn dở cái nắp ra. Có công tắc đâu quay cho mấy bạn coi coi. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho mấy con nè. Nó như quẹo thì nó đi. Một chân vịt thôi. Vịt xì cua cắt lên không có sàn. Cắt lên. Các bạn ơi, bây giờ là phần kiện chúng ta đã xong. Bây giờ mình sẽ đem ra thao nước cho chờ cho bạn xem. Mình chạy thử cho bạn xem nha. Ok. A few moments later. Các bạn ơi, đây là cái thao nước mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ cho cano của mình xuống ngọt. À, điều khiển cái điều khiển cái này, con điều khiển nha. Cho mình coi chiếc cung mình. Đánh đi. Không biết là thôi, chiếc này chạy nhanh ta, ta chạy nhanh chưa, có vậy. Đó. Các bạn ơi, video clip đến đây là hết rồi. Nếu hay hay các bạn cho mình một like, một share và nhớ vào cái nút đăng ký với cái chuông để nhận được những video mới. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.
its channel. Subscribe. Đăng ký kênh để xem nhiều video hay.